Dạ, mời em vô. Rồi, ngồi sát vô, sát vô, sát vô. Ok. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ mình ra nè. Coi chừng hư tóc nha. Rồi, chào hai bạn. Chào chị. Bây giờ mình ngồi vào vị trí rồi ha. Mình sẽ giới thiệu thật là lớn, to, rõ cho người bạn đối diện có thể nghe được những thông tin của mình. Mời em trai giới thiệu trước. Dạ, em xin tự giới thiệu. Em là Vũ Như Nhâm, năm nay 27 tuổi. Công việc của em là làm cho công ty sản xuất khẩu trang y tế và bộ phận là nhân viên giao nhận. Quê em ở đâu? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn ạ. Hiện giờ đang sống với gia đình? Dạ, đúng rồi. Mời em gái. Dạ, chào chị. Em là Nguyễn Thùy Như Quỳnh. Thì hiện giờ em là 28 tuổi. Sao hai tên giống giống nhau vậy? Này là Vũ Như Nhâm. Dạ. Em là Nguyễn Thùy Như Quỳnh. Nguyễn Thùy Như Quỳnh. Trời, hai cái tên rất đặc biệt, tên rất là lạ. Quê mình ở đâu Quỳnh? À, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Rồi, năm nay mình bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi rồi. 28 là sinh năm bao nhiêu? Dạ, 91. Em là 92. 92 dạ. À, 91, 92. Dạ. À, bạn trai nhỏ tuổi hơn có vấn đề gì không? Dạ, nhỏ hơn 1 tuổi không có sao chị. 10 tuổi cũng không sao nữa. Tới hồi mà chịu rồi là 10 tuổi cũng không sao, mà không chịu rồi 1 tuổi cũng không được, mà có lớn hơn cũng không xong. Anh ha, hỏi cho vui thôi, tuổi tác không quan trọng. Công việc của em cụ thể là như thế nào? Hiện giờ em đang là giáo viên tiếng Anh tại trường quốc tế ạ. Cấp 1 ạ. Cấp 1. Đang sống với ba mẹ? Dạ đúng rồi. Còn nhà mình ở đâu? Nhà ở ngay quận 5 luôn ạ. Quận 5 luôn. Em nãy em nói quận mấy? Dạ em ở quận 10. Quận 10, năm 10. Tôi ở quận 15. Dạy tiếng Anh, em dạy chưa bao lâu rồi? Thì em theo cái con đường giảng dạy này cũng được 5-6 năm rồi. À, chị rất dốt tiếng Anh. Bây giờ em hát cho chị nghe một bài nhạc tiếng Anh đó. Chị có tinh thần là bữa nay chị nói chuyện tiếng Anh với em nè. Tiếng Anh của chị một chữ bẻ là ba, nhưng mà đi khắp mọi nơi trên thế giới. Ghê không? Dạ. Thì hôm nay em sẽ hát một bài thiếu nhi. Tại vì ra phần là em dạy thiếu nhi cho mấy bé. Ừ, rồi. Thì dạo này trời cũng hay mưa, nên thành ra là bình thường khi mưa thì em hay hát cái bài này cho mấy bé nghe. Rain, rain, go away, come again another day. Daddy want to play, raining, raining, go away. Hiểu không em? Dạ không. Mình biết là mưa được rồi. Rain, rain, rain là mưa thôi, hiểu chi cho nhiều. Trời, giống chị đi, mình phải đoán cưng ơi. Dạ. Mà hát hay không? Cô giáo hát hay không? Dạ, thì em thấy là khác hay chị. Rồi, còn bây giờ công việc của em là hàng ngày đi giao nhận. Em giao nhận ở đâu? Dạ. Ở trong công ty hay là chạy vòng vòng? Dạ, chạy vòng vòng chị. Ừ. Nhà đông anh chị em không? Dạ, nhà em thì có hai anh em, còn một đứa em gái nữa. Em gái đang làm gì? Dạ, em gái đang làm nhân viên văn phòng cho công ty. Ừ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, tự lập, chia sẻ hoặc là thích tham gia các hoạt động thiện nguyện. Còn điểm yếu? Ngủ nhiều, ngủ hơi bị xấu, rồi bạn nhà em cũng hay nói là em ngủ hơi bị ngáy. Dễ hả? Dạ. Với lại có khi đôi lúc là cũng như là bị lười vậy. Lười là lười gì? Lười làm việc, lười tắm rửa, lười dọn dẹp hay là lười cái gì? Tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ đều lười. Dạ, chỉ trừ tắm thôi. Còn cái tật xấu gì nữa không? Có, hay đi nhậu. Nhậu nhiều không? Dạ không, tại vì lâu lâu rồi bạn bè gặp mặt, nói chung là xã giao thôi. Em uống cũng ít thôi, có nhậu, một hai chai. Xỉn vô có quậy không? Dạ không, tính em là xỉn vô chỉ về ngủ thôi. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì em thường hay biết lắng nghe, chia sẻ. Và em hay biết phân tích cái vấn đề như thế nào là đúng hay là sai. Với lại nhiều người nói với em và nói chuyện với em cảm thấy rất là thoải mái. Còn về điểm yếu của mình thì em hay nóng tính. Với lại khi mà em buồn ngủ á, cảm thấy khó chịu lắm. Ý là nhiều người nói em khó chịu lắm. À, là mình buồn ngủ mà khó chịu với những người xung quanh luôn á. Đúng rồi. Rồi có đi dạy có khi nào buồn ngủ không? Không chị, tại mấy bé năng động lắm nên thành ra là mình cũng phải rượt theo mấy bé. Rồi nóng tính rồi dạy mấy bé rồi rủi rồi lỡ nóng quá kèm không được rồi sao? Dạ không, thì em biết là em nóng tính nên thành ra em mới quyết định chọn cái nghề này. Tại vì sẽ giúp cho em kiểm soát được lại cái của mình. Sở thích của em là gì? Sở thích của em thì thường là em thích đi du lịch. Rồi cũng như là em cũng thích là trang trí nhà cửa. Cũng như là làm những cái vật nhỏ. Nhưng mà bình thường thì em cũng không có được khéo tay cho lắm. Nên cái sở thích đó coi như là cũng cho qua. Ý em cũng thích xem phim. Cũng như là mua sắm với bạn bè. Bình thường là cũng thích đi chơi với bạn bè. Khi mà em đang sống với ba mẹ trong gia đình, thế mình có làm việc nhà không hay là ba mẹ làm hết? Dạ cũng có chứ chị. Dạ thấy nãy giờ cái điểm yếu của anh bên này, em có dính gì giống như ảnh không? Lười thì cũng có lười, nhưng mà ý là việc nhà tới thì cũng phải làm. Chứ không phải là dạng. Rồi về tình trường thì sao Nhâm? Dạ tình trường thì trước đây em có vài mối tình. Nhưng mà mối tình sâu đậm nhất là cách đây một năm, thì cô đó là giáo viên mầm non. À, cũng giáo viên luôn. Dạ.
thì cũng có thời gian tụi em tìm hiểu và quen nhau, thì cũng có nhiều chuyến đi kỷ niệm với nhau. Rồi sau này hai đứa không có tiếng nói hay cãi vã với nhau đâu. Chia tay sau một thời gian em biết là cô đó là quay lại với người yêu cũ, nên em đành là im lặng rồi đi. Mày còn nhớ cô đó không? Dạ không chị. Chị qua rồi thôi ha. Dạ. Thế còn em, tình trường mình thì như thế nào? À thì cái mối mà em cũng nhớ nhất là cũng chỉ một mối và cũng cách đây khoảng một năm. Thì là do hai bên không hiểu nhau với lại do khoảng cách địa lý nên thành ra là... Cách địa lý là anh đó ở đâu? À anh đó ở New Zealand. Là người Việt Nam hay người nước ngoài? Dạ là người nước ngoài. À là tại vì làm trong môi trường mình đó phải không? Tiếng dạ. Anh rồi đó phải không? Rồi lý do sao chia tay? Cũng là do khoảng cách địa lý. Với lại mình quen mình đã biết ở xa rồi. Dạ thì lúc đó thì bất chấp nhưng mà thôi sao cảm thấy là không hiểu nhau nhiều quá. Có lẽ tình yêu nó cũng chưa đủ quá sức lớn với lại cũng chưa phải cái duyên của mình. Đó là bình thường, chắc có vẻ là cũng ba mẹ cũng cưng đúng không? Muốn ở chung với ba mẹ không muốn ra riêng đúng không? Mai mốt là lấy chồng đi qua nhà chồng ở rồi làm dâu được không? Dạ được chị, vấn đề đó em không có ngại. Mà chắc là không làm được tốt thôi nhưng mà mình sẽ cố gắng. Em cũng đang sống với gia đình đúng không? Thì ví dụ mình lập gia đình là mình sẽ sống chung với ba mẹ hay là mình sẽ ra riêng? Dạ cái đó thì do hai đứa thôi. Muốn ra riêng cũng được, nếu mà muốn sống chung thì cũng được. Tại vì là tính em là rất thoải mái, là tự lập rồi, nên cái gì em cũng biết làm hết. Ba mẹ có khó không? Dạ ba mẹ em thì không khó. Có một điều là phải theo đạo. À em có đạo không? Dạ em minh Phật. Rồi sao? Cái này thì chắc cũng phải bàn thêm. Phải bàn thêm á. Nhưng mà chị nghĩ bây giờ cũng thời buổi giờ cũng thoáng rồi. Nhà chị là đạo Phật gốc luôn á. Nhưng mà em dâu chị cũng đạo Chúa. Rồi cũng sống giờ mười mấy năm, hai đứa con bình thường hạnh phúc. Đạo ai nấy giữ. Dạ. Thì ý là nếu duyên đủ lớn. Đủ duyên lớn. Nói chung quan trọng là yêu nhau hay không thôi. Dạ. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai là người như thế nào? Thì em mong muốn tìm một người biết quan tâm, chia sẻ, không bảo thủ, hiền lành, dễ thương. Về ngoại hình, bởi vì em cũng khá thấp nên thành ra em thích bạn trai em cao, thì tầm khoảng 1m7. Em cao được nhiêu em? Dạ 1m66 chị. 66 à? Dạ cũng được. Rồi gì nữa không? Tiêu chuẩn mập ốm, tóc tai, quần áo, ăn mặc. Dạ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, tại vì cái ngoại hình không cần phải trau chuốt nhưng mà cũng là cái khá quan trọng, cũng phải gọn gàng. Còn em? Dạ. Bây giờ em thích một mẫu người bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì nói chung là thấp hơn em một tí cũng được, dễ thương. Biết lắng nghe và biết chia sẻ và cảm thông cho nhau. Lỡ mà có tình huống cãi vã gì đó thì cũng biết gọi là nhường nhịn nhau rồi phân tích để giải quyết vấn đề. Nếu không có nóng giận lên quá thì sẽ bị hư bột hư đường. Rồi là cũng ít ghen lại. Em có làm gì không mà em sợ người ta ghen? Dạ thì nói chung là em thì thời thích em đi chơi du lịch này nọ thì cũng có giao lưu với bạn bè. Thì cũng có một số gọi là bạn nữ hay bạn nam gì đó, nhưng mà cũng là đối với em là chỉ là tình bạn thôi. Còn trong tình yêu đó với em là chỉ có một và một thôi, nên em muốn là bạn đó không ghen là được. Thì em phải giới thiệu rõ ràng những mối quan hệ. Dạ đúng. Em có sẵn sàng giới thiệu bạn gái em với những bạn bè của em không? Dạ có chứ chị. Cái gì nó không có quan trọng đâu. Mình yêu nhau, mình hiểu nhau, mình phải có niềm tin. Dạ. Nhưng mà giờ vấn đề quan ngại, giờ chị hỏi em cái nên là nãy chị hỏi bạn gái rồi. Vậy thí dụ như giờ hai đứa yêu nhau nè, mở ra hợp, phù hợp, tìm hiểu yêu nhau nè. Nhưng mà giờ bạn gái không theo đạo rồi làm sao? Mà không theo đạo thì mình sẽ giải quyết là đạo ai nấy giữ cũng được. Sau này con cái thì cứ hợp bên nào thì cứ theo bên đó. Thì ra chị chỉ hỏi để hiểu cái tư tưởng của nhau chút xíu thôi. Đó, em tìm đi, có ảnh ở trọng đó. Đâu rồi, em có hình không? Rồi tìm đi, có cổ ở trọng đó. Dạ. Một tấm một thôi là coi được rồi, coi chi cho nhiều nó rối. Đâu? Dạ đây nha. Tại sao em chọn cô đó? Lý do gì? Vậy thì hồi nãy bạn ấy có nói là bạn ấy hơi thấp, thì em đoán có thể khả năng là... Trời, người ta ngồi mà, em thấy thấp luôn hả? Dạ, thì em đoán là... Ngồi mà cũng đoán được thấp hay thiệt. Bên đây, anh nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anh. Chọn đại đi. À, theo em đoán thì chắc là cái anh mão quát làm sao? Lý do sao chọn anh đó? Cũng biết nữa. Thôi, đó cũng chỉ là suy luận. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim xem coi sự phỏng đoán của các bạn ngày hôm nay có trúng hay không nha. Mời mình giới thiệu lại họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình anh nha. Nói luôn hả? Dạ đúng rồi. Vâng. Em tên là Lê Thế Anh, sinh năm 1987. Công việc mình là gì? Lái xe chị ơi. Mình lái xe gì ha? Xe tải, xe 4 chỗ hay xe gì? Xe con.
Cho con, cho ai ạ? À? Cho công ty hay sao ạ? À? Mình mô tả công việc mình một chút ạ. Xe dịch vụ mà. Ừ, là xe nhà mình hả? Và xe hợp đồng đó mà, xe chạy cho cái doanh nghiệp tư nhân mà. Ừ. Và Rồi mình bây giờ mình đang ở đâu? Quê mình ở đâu ạ? quê ở quán gốc ở Nam Định. Gốc Nam Định. À. Rồi bây giờ mình đang sống ở đâu ạ? Sống như nhà ông bà thì sống với bố mẹ đang ở tỉnh Đồng Nai. Ừ. À. Vậy mình có đạo không? Dạ không chị ơi. Rồi, mình nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình nha, Thế Anh. Điểm mạnh đó hả? Điểm mạnh thì nói về sở thích đi thì sao? Đúng rồi, mình nói đi chứ, nói đi để coi mình sao, tụi tôi mới kiếm người ghép được. À vậy hả, thì cũng chả biết được duyên tình duyên bây giờ thì tình duyên nhất là tình duyên thì từ xưa đến giờ thì cũng bố mẹ thì cũng có giới thiệu một hai người nhưng mà duyên không hợp tới với nhau được thì cả quen chưa quen được ai. Ừ. Vâng. Rồi mình có giỏi gì không? Tật xấu mình là gì? Có nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Sở không, đây thì không hút thuốc, không nhậu, nhẹt nhé, Ừ. cờ bạc cũng không. Ủa mình lái xe mà mình không có hút thuốc hả ta? Thường thấy hay hút thuốc lắm. Không rồi, lái xe Ừ. thì ngày xưa lái thực ra thì mình có công việc chính là lái, nó kiểu là mình thích vậy thôi chứ thực ra cái nghề chính mình không phải là như vậy. Ừ, nghề chính mình là cái gì? Ngày xưa học cao đẳng ra thì nghề chính là chuyên về xe hơi cơ, Ừ, thì chưa sửa giống đi như xe. cơ khí ô tô vậy đó phải không? À, đúng rồi, ngày xưa đi sửa nhiều chứ còn lái xe thì lái kinh nghiệm cũng gần chục năm thôi, Ừ. việc Rồi cũng vậy bây giờ mình làm công việc chính là công việc lái xe. rồi thì nó Ờ. chứ mình cái ngày xưa cái theo cái nghề kia thì nó không bỏ nên thôi không theo nữa thôi, nếu mà làm tốt nghiệp thì cứ vô chỗ nào thiếu thì mình làm đấy thôi. Ừ. Rồi ok, bây giờ đường tình duyên mình thì sao? Mình được mấy sao chia tay? Chị nói chung chứ gọi là biết thì thôi chứ còn chưa, từ xưa giờ chứ rung động ai chị ơi. Sao vậy? Sao mà không rung động người với các cô gái hay sao? Chưa 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 rung động với một cô nào hết. Trời ơi, rồi có rung động với anh nào Không, mình là chơi không? chơi chơi chín chắn làm gì có. Không Ủa, phải. chín chắn mà đi là lan bạc rồi bao nhiêu như thế mà không có cô nào làm cho mình thích mình cua hết hả? Đi lang bạt xứ hồ, đi khắp các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ, Bình Phước, Bình Dương, khắp các tỉnh chỗ nào cũng có mặt hết rồi. Chỗ nào Ừ, cũng thì có đó rồi. mà không có cô nào làm cho mình rung động để mình cua cổ hả? Chưa, học chưa, cảm thấy Trời ơi, bởi vậy. Vậy bây là giờ muốn tìm một cô gái như thế nào? thì cái tầm tìm cô khoảng thua nhau tầm thích là cô quen tầm cô như muốn tìm hiểu như trước đó thì cô 28 tuổi 29 tuổi chứ, và nhiều cô kiểu thích không tuổi này nữa mà chê mình không à, Là chê mình cái gì? Chê mình điểm nào? nhiều điểm chê về xấu, về về già, tuổi tác già không hợp Ai về kêu mình quen mấy cô trẻ quá làm chi? nghề tầm đấy thôi, mấy tuổi đâu có trẻ đâu, vậy là vừa chỉ quen của cô khoảng có 23 24 gì đó thì mới gọi là trẻ quá, chứ Ừ. còn tầm 9 tuổi thì bây giờ thua nhau có 6 7 tuổi, 7 tuổi thì mình chơi mình đổi. Thì đó, vậy là mình đủ hiểu rồi đó. Cho nên mình lấy mấy cái cô mà bằng tuổi đi, hoặc là hơn mình 1 2 tuổi đi, người ta không có chê mình. Mình ngược lại mình chê người ta có không? Không, cái tuổi mà thua nhau thì mình nhiều khi thì cũng có ngoài thì ở ngoài thì nhiều á, mình cũng có tìm tờ, mình cũng ý định tìm hiểu cái gì hiểu thì cái theo cái sở thích của mình nhận cái cô xong nó thích mình không, nhưng mà người ta nó cũng mình trong thích mình học thêm Ừ. mình. Rồi ok, vậy bây giờ mình thích một mẫu như thế nào, ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán, mình chia sẻ cụ thể ra đi. Cũng chả tả sao được vì nó nhiều, có thể nhiều ấy quá thì sao biết chọn được sao được, Trời đất ơi, bây giờ mình tham gia chương trình là mình kiếm người yêu nghiêm túc nha, hay là mình không đăng ký chơi cho vui? không nghiêm túc, cái tuổi này thì nghiêm túc, cái chị 38 7 giờ Thì này đó.
Cho nên bây giờ tụi tôi cũng nghiêm túc thì phải đưa ra cái tiêu chí rõ ràng, chứ còn mình đưa ra chung chung sao tụi tôi biết ghép. Tại tụi này chỉ dựa trên cái hồ sơ của mấy bạn thôi. Ví dụ bây giờ anh cao bao nhiêu, anh muốn bạn gái cao bao nhiêu, rồi cô đó quê quán ở đâu, được ở Hà Nội được không, mình phải đưa ra một cái quy chuẩn của mình đó. Ừ ha, rồi mình cao bao nhiêu nè, mình thích bạn gái cao bao nhiêu nè. Năm mình thì cao 1m77 thì cô Ồ bạn thì bạn gái tầm 1m55 1m60 được rồi, tầm rồi cao rồi rồi tuổi tác làm sao, thì cứ tầm thì bằng tuổi được không? bằng tuổi hả? Bằng tuổi thì chưa quen, có quen nhưng mà mình cũng không có hợp, thua nhau Chung mấy mình tuổi. không thích hay sao thì cái đó tùy, còn yếu tố khác nữa, Đúng bằng rồi, tuổi được không, hay là mình chỉ thích những cô trẻ thôi, ví dụ những cô trẻ mới làm mình cảm thấy hứng thú sở thích của đó. mình thích cái quen của cô là khoảng 29 tuổi thôi mà tìm À hiểu. Đúng, sở thích của mình như ok, nói chung là vậy. tầm tuổi đó ha. Đúng Rồi cô đó cổ ly dị được ui mình trai tân mà kiếm mới về bố mẹ sao chịu. không? Rồi Mẹ vì khổ lớn là nhà bố mẹ là có hai chị hai đứa em gái, xong lấy chồng ấy hết rồi, còn mỗi mình con trai độc nhất trong nhà thì cái trưởng thì hai em gái nó không có làm mai cho mình ai hết hả, em bạn bè rồi của em gái rồi đâu. em gái thì nó đi làm suốt thì nó đi giao du ngoài chứ nó có chồng nó ở riêng hết này, nó cũng đâu có để ý đến anh hai làm gì đâu chị, anh hai thì tự kia Trời lo. ơi, anh em mà nói chuyện vậy đó, hay nó biết ông anh nó khó chịu quá đi nên nó không dám làm mai. Cũng không hẳn như Có vậy, mỗi người một ông tính ở một nhà có khó chịu lắm không? Có tính khó gì trong nhà không? không, mình đâu có như vậy, đâu có gia trưởng đâu mà mình bố Ok. mỗi người Ừ. phát triển tương lai chứ. Ok, rồi. Vậy thì còn cái điểm mình không thích ở bạn gái là gì? Không thích dạng như đi ăn dạng là vui chơi, ăn chơi nhiều quá, son phấn nhiều quá. Ừ. Học thì cô ấy cần học cái cao đẳng được rồi, không cần đi đại học đâu. Ờ, ok, khỏi học luôn được không? Học xong quan trọng là cái đối xử tử tế thôi, quan trọng đối về mình quen quen cái đối xử nhau với nhau như thế nào thôi, còn quan trọng lúc đấy. Ừ, ok. Rồi, mình có ca hát gì được không? Em à, không muốn nói chịu rồi. Trời đất ơi, nhưng mà sao nhìn là mình ở bên ngoài mình có nói chuyện nhiều không? Hay là cái cách nói chuyện mình bên ngoài cũng vậy luôn hay sao? Thì mình thì cũng bình thường, mình nói chuyện với người lớn mình nói chuyện cũng bình thường, có gì đâu, còn chắc kiểu vẻ nói chuyện của mình con gái ngoài nó thích đi sao Vậy hả? Nó có á. đứa nào nó góp ý cho mình không? Từ xưa tới giờ. Có chứ, bạn bè góp ý nhiều chứ, Góp ý làm sao? Nói thử để coi cái đúng không? thì góp ý là chỉnh sửa, nói con gái theo cái kiểu học con gái nó khác vì tốt cái vẻ bề ngoài đi, chứ nó đấy là con gái nó sẽ nhìn bề ngoài nó sẽ thích cái đó, nhưng mà điều kiện chưa có là sao mà đi tốt được. Ừ. Ô, bây giờ thì cái điều kiện của mình á là sao? Được không? Công việc ổn định về kinh tế không? Hay là nhà cửa rồi như thế nào? Thì bố mẹ đi ở với bố mẹ nghe cửa đi thì cũng bình thường, về đây có gì đâu chị. Ờ, thì đang ở với bố mẹ, lương của mình mỗi tháng thì bao nhiêu? Lương thì dài thì tùy rất theo thu nhập, tới đầu người đầu xe chị ơi, đầu người đầu khách Ừ. đây. Thì dự định tương lai mình cũng chạy xe luôn hay là mình có cái kế hoạch khác không? Họ chứ tương lai, tại mình có điều kiện, có tương lai nó lớn hơn nhiều, ý nghĩ lớn hơn nhiều có chứ, chứ đâu phải cái theo cái làm cái này đi mãi tìm con đường Ờ. này. Cái này Nhưng mà chị mình dự định làm gì á, mình dự định làm gì rồi á? mình dự định thì có tiền mới làm ý chị, bây giờ có tiền sau lắm là những việc lớn được. Không thì cái dự định gần nhất là làm sao để có tiền thì mới làm được cái khác đó. Là mình làm gì? Nếu mà có tiền thì mình sẽ mở đời mở làm công ty chứ, làm công ty. Rồi bây giờ làm gì để có tiền ấy? Hay là cứ làm đều đều như vậy thôi thì tiền nó như vậy, rồi lúc lúc lên lúc xuống thì sao ổn định, sao nuôi vợ hay là chăm Con con? người may con vừa người chứ gì, cơ duyên bây giờ làm sao để muốn muốn có thì chắc phải để cái từ từ cái tính từ cơ duyên, nó có nguồn cái sao mà cái nguồn đấy làm sao nó trên giờ rơi xuống Rồi ok. Rồi được. nếu mà được chọn thì chương trình liên lạc lại rồi mình trao đổi thêm nha với biên tập nha. Rồi Dạ cảm ơn Thế Anh nhiều ha. cảm Ừ. ơn chị. Rồi xin chào.
Vâng, chào chị.